thế giới tinh thần. Diệp Vô Thương, Thiên Đế. Lang Quân, tu tiên chậm thôi. Tại sao không cùng chúng thần cùng nhau hưởng lạc? Sắc nước hương trời cuối cùng cũng héo úa trong nhà, chỉ duy nhất đại đạo vĩnh hằng. Đoán ma không thể nào, ngươi làm sao có thể phá được thập niệm diệt tiên trận chứ? Chẳng lẽ ngươi đã nhập đạo rồi? Đoán ma đến lúc phải kết thúc rồi, không thể nào. Nộp mạng cho vô cấu kiếm hồn của ta đi, trừ ma. Đợi chân thân ta nhập đạo hạ giới, ta nhất định sẽ diệt tiên môn của ngươi, biến hạ giới thành nô lệ. Thiên cung, cung chúc thiên đế nhập đạo diệt ma, bảo vệ tiên môn. Chư tiên bảo vệ tiên môn, ta về nhân gian chấm dứt nhân quả, giúp ta nhập đạo. Chúng thần tuân theo pháp chỉ, nhanh đón thiên đế trở về. Hôm nay ngươi đừng hòng đi đâu cả. Tần Lam, tiên quân phượng tộc. Tiên quân phượng tộc, ngươi có ý gì? Bắt ngươi về phượng tộc ta thành hôn. Diệp Vô Thương, ta nhất định phải cưới ngươi, đừng hòng chạy. Phàm giới, Trương tổng, phòng thí nghiệm phát nổ rất nguy hiểm, cô đừng đi nữa, chúng tôi sẽ xử lý tốt. Trương Như Ý, Thiên Kim Trương gia, yên tâm sẽ không có chuyện đâu. Mẹ, Trương Tuấn Hưng, Tiếu gia Trương gia, phòng thí nghiệm của Trương Như Ý đã phát nổ. Lưu Thục Hiền, mẹ kế của Trương Như Ý, quá tốt rồi. Lần này để mẹ xem nó hoàn thành thỏa thuận thế nào được. Con trai, 6 ngày sau con sẽ là chủ tịch mới của công ty. Lý Nhị Hổ, Tọa Sơn Hổ. Tiểu thư Trương Như Ý, cô đi với tôi một chuyến. Đã biết tôi là ai rồi mà còn dám bắt cóc tôi, không muốn sống nữa phải không? Bé ơi, thật mạnh mẽ, tôi rất thích. Mang đi, thả tôi ra. Lục Nhân, Thiếu gia Lục gia. Lục Thiếu gia, dùng lực như thế đã đủ chưa? Hồ Ly Tinh, đừng đùa với lửa. Thiếu gia, Tọa Sơn Hổ đã thành công, chờ ngài ra mặt, anh hùng cứu mỹ nhân. Được,
Trương Như Ý. Lần này xem cô làm sao chạy thoát được. Lòng bàn tay tôi. Nhà kho bỏ hoang. Chán sống rồi có phải không? Cô bé ơi, mạnh mẽ thật đấy. Các anh em chơi với cô nhé. Thả tôi ra. Buông tôi ra. Đậu xanh. Cái quái gì vậy? Quất nhanh cho tôi. Hóa ra lại là chiêu trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trẻ trâu, các người rút lui bây giờ. Còn có thể bảo toàn mạng sống. Thằng nhóc cậu cũng khủng đó. Hôm nay tâm trạng của tôi đang tốt. Cậu, quỳ xuống và dập đầu ba cái cho tôi. Tôi cũng có thể tha cậu một mạng. Nhảm nhí. Đại ca, anh không sao chứ? Thằng nhóc cũng giỏi đó chứ. Xem ra là một cao thủ nội công. Hôm nay tôi phải cho cậu biết tay. Lên hết đi chứ. Bây giờ các người nên qua đó đánh anh ta. Diễn kịch thì cũng nên diễn nghiêm túc một chút chứ. Lên cho tôi. Trương Như Ý nhận ra đây là diễn kịch rồi. Vậy vị cao thủ này chắc chắn là do Lục thiếu gia phái đến. Đánh giỏi như vậy chắc chắn được cho thêm tiền. Đại hiệp, chúng tôi sai rồi. Hãy tha cho chúng tôi. Chỉ vậy là xong sao? Nhanh lên đó đi. Tình tiết này vô vị quá đi. Nói đi. Anh muốn cái gì? Thực hiện lời hứa kiếp trước. Chúng ta kết hôn. Diệp Vô Thương, thời niên thiếu. Trương Thi Thi, thời niên thiếu. Nhà tớ còn nhiều đồ ăn lắm. Cậu về nhà với tớ đi. Anh Vô Thương. Trương Thi Thi. Chiến trường nguy hiểm. Anh nhất định phải sống sót trở về. Em chờ anh về để cưới em. Diệp Vô Thương. Thi Thi, đợi anh đuổi hết những kẻ xâm lược này ra khỏi đại hạ, anh sẽ quay lại và cưới em. Nhất định. Thi Thi, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Chúng ta kết hôn nhé. Muốn dùng loại thủ đoạn tán gái hèn hạ này ép tôi phải phục tùng sao? Nằm mơ. Chúng ta đã từng hẹn ước rồi. Đi kết hôn thôi. Anh, thả tôi ra. Cái đồ tâm thần nhà anh. Buông cô ấy ra. Lục Nhân, Lục thiếu gia. Lục Nhân, thiếu gia Lục gia. Lục thiếu gia, cậu là ai vậy? Tôi quen biết cậu sao? Lục Nhân, thì ra lại là anh dở trò. Cái não của anh đáng lo quá đó. Như Ý, tôi cũng. Đồ ngốc này. Cậu ngu quá, mau bảo người của cậu bỏ tay heo kia của hắn ra đi. Tay của Như Ý, có thể để hắn chạm vào sao? Hắn không phải người của chúng tôi. Thì ra là tên ngốc như cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, lấy Lục Nhân tôi ra làm bàn đạp. Tên nhóc, cậu cũng gan thật đấy. Cậu là anh ấy mà cậu cũng không biết. Anh ấy là Lục thiếu gia. Vảnh cái tai lên mà nghe cho kỹ. Nhà tôi là thế gia bậc nhất ở Hải Đô, đích tử Lục Nhân của Lục gia. Ở Hải Đô này có ai mà dám không nể mặt Lục gia tôi chứ? Cho đến tận bây giờ cũng không tìm ra người nào dám đắc tội với Lục Nhân tôi đây. Hay vậy đi, tự cứa vào tay mình. Tôi có thể suy nghĩ lại mà tha cho cậu. Chặt tay sao? Không phải quá hời cho anh ta sao? Trực tiếp lấy đầu đi. Tôi xem mấy người làm sao mà diễn tiếp đây. Được rồi, nghe Như Ý hết. Tên nhóc, cậu tự ra tay đi. Tôi đảm bảo gia đình cậu không thiệt hại gì. Xem ra gia thế nhà cậu cho cậu không ít sự tự tin đó. Đương nhiên rồi, thế giới này là như vậy đấy. Mạnh thắng yếu thua. Đối mặt với kẻ mạnh như tôi, việc cậu cần làm là nịnh hót lấy lòng, dừng sự thỏa mãn của cậu lại. Nếu không, cậu sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng.
Sao vậy? Sợ rồi? Sợ rồi đúng không? Sợ rồi thì quỳ xuống cho tôi, vẫy đuôi lấy lòng. Nói không chừng tôi có thể cân nhắc mà tha cho cậu. Ôi mẹ ơi, khói ở đâu ra vậy? Khói ở đâu? Ở đâu vậy? Được, được rồi. Không phải cậu nói là hậu quả nghiêm trọng? Mạnh thắng yếu thua sao? Tôi đánh cậu, cậu nên cảm thấy vui mới đúng. Đậu phộng, dám làm tóc tôi bị hư, tôi sẽ cho cậu tan xương nát thịt. Giải quyết hắn cho tôi. Lục thiếu gia, hắn là cao thủ nội công đó. Cao cái đầu cậu đó, lên cho tôi. Thả tôi ra. Tôi là đích tử Lục gia. Cậu dám đánh tôi, tôi sẽ không để cả nhà cậu sống yên đâu. Kẻ mạnh thật sự sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. Cậu chỉ là tên võ phu quèn thôi mà. Tôi nói cho cậu biết, tôi có quen biết đại tông sư. Cậu to chắc rồi. Ồn ào. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cưới cô? Anh điên rồi sao? Hết kịch rồi mà anh còn diễn. Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này. Anh bị điên hay gì? Được, được rồi. Anh muốn cưới tôi đúng không? Được. Nhưng mà anh phải đồng ý với tôi ba việc. Sau khi làm xong tôi sẽ đồng ý với anh. Được, cô nói đi. Có điều, hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra. Đợi tôi nghĩ xong rồi thì sẽ nói với anh. Miếng ngọc bội này cô cứ cầm lấy. Nói thầm tên tôi trong lòng, tôi sẽ xuất hiện ngay. Phòng thí nghiệm. Trương Tổng, tôi vừa nhận được điện thoại từ Bộ Quân sự Hoa Hạ. Họ sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể các doanh nghiệp trong lãnh thổ Hoa Hạ, tìm kiếm doanh nghiệp phù hợp gia nhập Bộ Quân sự. Công nghệ pin của chúng ta và công nghệ pin khổng tức số 1 của tập đoàn Ngọc Lan đều đang trong quá trình điều tra. Hôm nay, phòng thí nghiệm của chúng ta đã bị nổ tung. Trương Tổng, cô xem phải làm sao đây? Chúng tôi lại phòng thí nghiệm thì mất bao lâu? 3 tháng. Không được. 3 tháng, vụ cá cược giữa Trương Tổng và gia tộc, chúng ta sẽ thua mất. Trương Tổng phải đi với hai bàn tay trắng. Tuyệt đối không được. Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ tập đoàn đâu. Không cần phải lo. Tôi sẽ giúp cô lấy được công nghệ pin khổng tước số 1. Anh theo dõi tôi. Đẹp trai. Sáng sủa. Đây được tính là việc đầu tiên tôi làm cho cô. Ảo thuật gia. Ngầu quá, tôi thích. Ảo thuật gia. Đó không phải là kẻ lừa đảo sao? Hạ gia. Cô chính là Hạ Quỳnh Chi sao? Hạ Quỳnh Chi, chủ tịch tập đoàn Ngọc Lan. Ai vậy? Ra ngoài. Con gái. Quả nhiên là nguy hiểm. Tên trộm đứng lại. Anh, sao anh có thể làm được? Tập đoàn Ngọc Lan của mấy người, tất cả các công nghệ của pin siêu động năng, tôi muốn nó, mơ mộng viễn vông. Công nghệ pin siêu động năng, chúng tôi đã tốn biết bao nhiêu nhân lực, vốn hơn 1.000 tỷ đấy. Vừa mở miệng đã muốn, dựa vào cái gì? Tôi có thể chữa khỏi bệnh vô sinh của cô. Đổi công nghệ pin,
để cô trở thành một người phụ nữ hoàn chỉnh. Thế nào? Sao anh biết? Là tôi bị vô sinh. Mấy năm nay, tôi đã mời không biết bao nhiêu thần y nổi tiếng, đều không trị được. Nếu anh có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, công nghệ pin chia sẻ cho anh cũng dễ mà. Được. Anh muốn làm gì? Tiên căn của tôi không gì là không thể. Được rồi. Vậy là xong rồi. Nếu cô không tin, có thể kiểm tra thử. Thôi, không cần phải vậy. Tôi tin. Vậy được. Tôi muốn cô giao công nghệ pin cho tập đoàn Tinh Hải. Anh làm việc cho chưa như ý sao? Tôi trả cho anh 1 tháng 1 triệu để anh làm việc cho tôi. Thấy thế nào? 2 ngày nữa là ngày diễn ra lễ ra mắt sản phẩm mới của tôi. Anh nhớ phải đến đấy. Lúc đó, tôi sẽ tuyên bố với mọi người. Công ty quốc tế Tinh Hải là đơn vị đồng thiết kế, kỹ thuật pin cao cấp. Nhớ lời cô nói đấy. Người tài giỏi thế này, nhất định phải nằm trong tay của Hạ Quỳnh chị tôi. Những người khác, đừng hòng có được. Tòa nhà tập đoàn Tinh Hải không phải đã chặn hết các nguồn tin rồi sao? Tại sao mới chỉ qua, có một đêm mà tin tức về vụ nổ trong phòng thí nghiệm đã tràn lan khắp Hải Đô rồi. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta cá cược sẽ đạt 50 tỷ trong 5 năm. Không lẽ phải bỏ cuộc sao? Trương Tổng, tập đoàn Ngọc Lan muốn mời chúng ta đến dự lễ ra mắt ngày mai. Hạ Quỳnh Chi tốt bụng vậy sao? Tôi không đi. Không phải đâu, Trương Tổng. Hạ Quỳnh Chi nói muốn chia sẻ công nghệ pin với chúng ta. Cái gì? Tôi cũng muốn xem thử. Rốt cuộc, Hạ Quỳnh Chi có âm mưu gì? Mẹ, tập đoàn Ngọc Lan và Trương Như Ý cùng hợp tác hạng mục công nghệ pin. Yên tâm, họ không hợp tác được đâu. Mẹ đã chuyển tin này cho bên phía Vương Tổng của tập đoàn Thiên Đỉnh rồi. Trương Như Ý muốn có được công nghệ này. Không có cửa. Làm gì vậy? Cho hỏi. Buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Ngọc Lan ở đây đúng không? Cậu làm ở công ty nào? Có thư mời không? Thư mời sao? Cậu nghĩ lễ ra mắt của tập đoàn Ngọc Lan là nơi ai cũng có thể đến sao? Không có thư mời. Làm ơn đi cho. Vương Tổng, quý nhân mà Hạ Tổng bảo tôi ra đón, chính là anh sao? Cuối cùng anh cũng đến, mời đi lối này. Mời. Khoan đã. Sao cậu vẫn chưa đi nữa? Tại sao anh ta không có giấy mời? Vẫn có thể vào. Cậu có thân phận gì mà dám so bì với Vương Tổng? Vương Tổng là chủ tịch của công ty Thiên Đỉnh. Vương Khôn, chủ tịch công ty Thiên Đỉnh, trực thuộc tập đoàn Tinh Hải. Chỉ cần một lời nói liền có thể khiến cả Hải Đô rung chuyển đấy. Vương Tổng đến dự lễ ra mắt của chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi. Vương Tổng muốn đến thì đến, cần gì thư mời chứ? Được rồi, đừng lãng phí thời gian với những người không quan trọng. Vâng. Mời Vương Tổng. Vương Tổng, anh đại diện cho doanh nghiệp của Bộ Năng lượng, tại sao lại đến họp báo của Ngọc Lan? Vương Tổng, ông cũng để mắt tới công nghệ pin siêu động năng của tập đoàn Ngọc Lan sao? Cái gì gọi là để mắt chứ? Công nghệ pin siêu động năng của tập đoàn Ngọc Lan sẽ chỉ cung cấp cho tập đoàn Thiên Đỉnh. Tôi đã thương lượng với Hạ Quỳnh Chi rồi. Đủ rồi. Cho qua một chút, để Vương Tổng vào trong. Vương Tổng, đợi chút đã. Ông đến buổi họp báo ra mắt của tập đoàn Ngọc Lan là vì sao thế? Hạ Quỳnh Chi, cô lật lọng sao? Vương Tổng, Hạ Tổng sắp đến rồi. Xin ông đợi giây lát. Hà Thành, người tôi bảo anh đón đâu? Hạ Tổng, tôi đã sắp xếp cho Vương Tổng xong rồi. Hạ Quỳnh Chi, nghĩ xem chúng ta ký hợp đồng thế nào đi. Tập đoàn chúng tôi đồng ý chỉ chiếm 70% cổ phần. Vương Tổng không mời mà đến là do tập đoàn Ngọc Lan chúng tôi. Thất lễ rồi.
anh tên là gì? Diệp Vô Thương. Thằng nhóc này, sao cậu vẫn còn ở đây? Không có thư mời, sao cậu vào được đây vậy? Ra ngoài. Cô muốn lật lọng. Cậu ăn nói với Hạ Tổng thế hả? Cậu là cái thá gì? Sao cậu không tự soi gương đi? Lừa đảo hả? Tôi biết ngay mà. Mau ra ngoài đi. Hạ Tổng cô muốn. Người tôi kêu anh ngang đón là anh Diệp Vô Thương đây. Hạ Tổng cô. Cậu ta là khách quý của cô sao? Hạ Tổng, thằng nhóc này chỉ là một thằng hỉ mũi chưa sạch. Sao tôi lại phải đích thân ngành đón cậu ta chứ? Anh đến phòng kế toán nhận lương đi. Mai không cần đi làm nữa. Hạ Tổng, tôi bị quan. Hạ Tổng ơi, tôi xin cô đấy, cho tôi một cơ hội nữa đi. Vương Tổng, ông mau giúp tôi, nói vài lời đi. Hạ Tổng ơi, Hạ Tổng, sao lại vì thằng nhóc này mà đối xử tàn nhẫn với nhân viên lâu năm của mình như vậy? Vương Tổng, đây là chuyện nội bộ của chúng tôi, ông không có quyền xen vào nhỉ? Hạ Quỳnh Chi, đừng có không biết điều. Cô có tin tôi kêu gọi tẩy chay tập đoàn của cô ngay lập tức không? Còn không mau đưa anh ta đi. Hạ Tổng, đừng mà. Hạ Tổng, oan ức quá. Hạ Tổng, cho tôi một cơ hội nữa đi. Hạ Quỳnh Chi, không lẽ cô có tư tình với thằng nhóc đẹp mã này hả? Thằng nhóc này có được không vậy? Hay là hôm nay tôi cho cô ân huệ, vui vẻ cùng cô. Nhóc con, cút khuất mắt tôi. Cậu, tôi muốn bao nuôi người phụ nữ của cậu, có được không nhóc con? Vương Khôn, ngậm miệng chó của ông lại. Hạ Quỳnh Chi, gan lớn đấy, dám chửi tôi. Cô không quan tâm công ty cô nữa sao? Tưởng Vương Khôn tôi không xử lý được đám đàn bà như cô hả? Hóa ra là một cao thủ. Lên cho tôi. Hạ Quỳnh Chi, cô đồng ý chia sẻ công nghệ pin cho tôi. Nói đi, cô có mục đích gì? Chỉ là tôi nể tình anh Diệp Vô Thương đây, nên mới đồng ý chia sẻ với cô. Anh ta, rốt cuộc anh ta đã dùng cách gì mà Hạ Quỳnh Chi lại đồng ý? Chẳng lẽ hai người họ cùng một ruột với nhau, muốn gài bẫy mình? Đủ rồi, Hạ Quỳnh Chi, cô thả chọn giao công nghệ pin cho tập đoàn Ba Su như là Tinh Hải, cũng không giao cho tôi. Cô đang sỉ nhục tập đoàn Thiên Đỉnh của chúng tôi sao? Hóa ra là tập đoàn Thiên Đỉnh. Nếu có thể hợp tác với họ, vậy thì thỏa thuận cá cược kia xem như hoàn thành rồi. Vương Tổng, tập đoàn Tinh Hải chúng tôi sẽ không hợp tác với tập đoàn Ngọc Lan đâu, bởi vì chúng tôi cũng có công nghệ pin siêu động năng. Ông nghĩ xem, hay là chúng ta hợp tác? Hợp tác với cô là chuyện không thể, nhưng mà tôi lại rất hứng thú với chuyện tiếp xúc thân mật giữa chúng ta. Vương Tổng, xin hãy tự trọng. Nhóc con, cậu tham thật đấy. Món nợ vừa rồi tôi còn chưa tính, cậu còn dám náng đường tôi. Mau biến đi. Người đẹp, đi thôi. Thuê phòng đi, để tôi thử món mới. Vậy là anh sẽ được nếm thử canh mạnh bà nóng hổi rồi. Vương Tổng, anh không sao chứ? Đậu má, dám đánh ông sao? Đánh thế là còn nhẹ đấy. Đánh đi, đánh nó bầm dập cho tôi. Lúc nãy cái tay nào chạm vào như ý thế? Thì ra cậu là bậc thầy nội công sao? Lại dám đắc tội với Vương Khôn này. Cho dù cậu có là thần tiên đi chăng nữa thì sao chứ? Tôi mà đã thích ai rồi thì đố ai dám cản. Đừng có để tôi thấy mặt anh nữa. Mau cút đi. Thằng nhãi, cứ đợi đó đi. Dọn rác. Nên bàn chuyện chính rồi. Hạ Quỳnh Chi, giao đồ cho Trương Như Ý đi. Đã chuẩn bị xong hết rồi. Người đâu? Công nghệ và kỹ thuật làm pin của chúng tôi đều ở trong này. Ký tên đi. Ký xong thì nó sẽ là của cô. Hạ Quỳnh Chi, tôi không quan tâm hai người đang dở trò gì. Không cần hai người bố thí, tôi cũng không quan tâm cô có lấy không. Ngược lại, chuyện này là chuyện đầu tiên tôi làm cho cô, tôi đâu có chấp nhận chuyện này đâu.
Anh Diệp, hay là tôi mời anh ăn tối nhé? Không cần đâu. Anh không thể thoát khỏi tay tôi đâu. Nhà của Trương Như Ý. Các người đang làm gì trong nhà tôi vậy? Sao vậy? Gặp mẹ mình mà còn không chào hỏi sao? Các người không được chào đón ở đây. Ra khỏi nhà tôi ngay. Chị gái của tôi ơi, sợ rằng người phải đi chính là chị đấy. Trương Như Ý, chị đắc tội với vương tổng của Thiên Đình thì tai họa sẽ ập lên đầu nhà chúng ta đấy. Như vậy thì chị còn tư cách gì lên nắm quyền tập đoàn chứ? Tôi có tư cách hay không thì cũng không đến lượt mấy người lên tiếng đâu. Tập đoàn sẽ đưa ra thông báo cách trước cô. Nào, chỉ cần ký tên thôi thì chúng tôi sẽ chừa cho cô chút mặt mũi. Cút đi. Cút ra. Đi đi. Cút mau cho tôi. Biến đi. Không phải đã bảo hai người cút đi rồi sao? Trương tổng, là tôi đây. Trương tổng, phòng thí nghiệm chất lượng cao mà cô bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra xong xuôi rồi. Tôi nghĩ phòng thí nghiệm Lam Sơn của Lục gia cũng khá phù hợp đấy. Lục gia, tôi đã giải quyết xong việc về phòng thí nghiệm Lục gia rồi. Đây là chuyện thứ hai. Tôi vẫn chưa đồng ý mà. Cái tên này rốt cuộc là ai vậy chứ? Cút mau. Còn chưa cút sao? Biến hết đi. Cút ra chỗ khác mau lên. Tính khi nào thì trả tiền? Tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Con gái tôi ngày nào cũng phải hóa trị, thật sự là không có tiền. Mấy anh cho tôi hoãn mấy ngày đi. Đuổi ăn xin đấy à? Không có tiền thì đập hết đi. Đừng đập mà. Đại ca ơi, đừng đập nữa. Đừng đập nữa mà. Cậu không biết làm phiền người khác ăn cơm là rất vô duyên sao, cái thằng nhãi này. Mẹ nó, xông lên. Thằng nhãi danh, cứ đợi đại ca Tọa Sơn Hổ đến đi, xem anh ấy xử cậu thế nào. Người đứng sau lưng các người, tôi chắc chắn sẽ đợi. Cho mấy người 2 phút để gọi đến đấy. Cậu đi thong thả. Lục thiếu gia, cậu thấy cô gái tối hôm nay ổn chứ? Cũng không tồi. Xem như cậu cũng hiểu chuyện đấy. Chuyện cậu bắt cóc thất bại, tôi không tính toán với cậu nữa. Cảm ơn thiếu gia. Cũng tại thằng nhãi đó, ghê gớm quá. Mấy anh em tụi tôi đều đã cố hết sức rồi. Đừng có để tôi đây gặp lại cái thằng đó nữa. Alo, cái gì cơ? Thằng khốn nào, dám động đến người của tôi. Người anh em, anh gặp rắc rối lớn rồi đấy. Cho dù anh có võ công cao cường đi chăng nữa thì bọn họ cũng quá đông. Hay là anh cứ đi đi. Kiến mà có đông hơn, cũng chả đáng sợ mấy. Cái thằng kia, đợi đại ca tôi đến đi, đến lúc đó có quỳ xuống xin lỗi cũng vô dụng. Khi nào hắn mới đến vậy? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng. Có chuyện gì vậy? Cả một đám vô dụng. Đánh nhau mà cũng thua sao? Đứng dậy mau đi, nhị hổ. Người nào đánh bọn nó? Lôi thằng đó ra đây. Tối nay tôi cũng đang có hứng. Có hứng làm gì vậy? Đại hiệp, sao lại là cậu thế? Đại ca, sao anh lại quỷ thế? Đúng là đồ không có mắt. Đại ca, mấy thằng nhóc này
đều không có mắt cả. Chuyện này không hề liên quan đến tôi sẽ để cậu tùy ý xử lý bọn nó. Thật sao? Lục thiếu gia, muốn chạy sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu có gan thì đến nhà tôi này, xem tôi có xử lý cậu không. Được thôi, vậy đến nhà cậu đi. Đi thôi. Tên hói đầu kia, trả tiền bữa ăn của tôi đi. Người ta chỉ kinh doanh nhỏ, cũng khó khăn lắm. Bồi thường cho người ta đi. Dạ được, không vấn đề gì. Lục gia, nội công thâm hậu thật đấy. Đây là những người giỏi nhất của Lục gia, vậy mà cũng thua sao? Lũ các người, ba tới rồi sao? Xin hỏi, cậu tên gì thế? Diệp Vô Thương, gia chủ Lục gia Lục Hữu Thiên. Cậu Diệp, võ công cao cường đấy, khi nãy đã mạo phạm rồi, mong cậu thứ lỗi. Ba, cái tên điên này đến gây rối đấy. Sao ba có thể, cái thằng này. Còn không mau xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tiểu Nhã, Thiên Kim Lục gia Lục Thanh Nhã. Mấy năm trước có một ông thầy bói nói rằng người đàn ông đời tôi là một vị anh hùng cái thế, là người đầu đội trời chân đạp đất, đến cưới tôi. Anh ấy đến rồi, đến thật rồi. Tiểu Nhã, sao con về muộn thế, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau qua đây. Đây là cậu Diệp, mau mời cậu ấy vào nhà uống trà đi. Anh Diệp, mời đi bên này. Chuyện này, ba, cái tên cặn bã này, sao các cô gái đều vây quanh cậu ta vậy? Ba, tên này thật vô liêm sỉ. Chúng ta không thể để hắn làm mưa làm gió trên đầu chúng ta được. Hồ đồ, con biết gì hả? Vào trong với ba. Cậu Diệp, tôi muốn mượn phòng thí nghiệm Lam Sơn. Thật xin lỗi, phòng thí nghiệm là trọng địa của nhà tôi, không cho người ngoài mượn. Nói vậy thôi, nếu như cậu Diệp có thể làm việc cho nhà chúng ta, vậy thì là người một nhà rồi. Phòng thí nghiệm này cho cậu ấy mượn cũng được. Đợi đến khi cậu làm việc cho chúng tôi sẽ cho cậu biết tay. Lão gia, Trương tiểu thư, đến rồi. Cô đến rồi sao? Chú Lục, hôm nay cháu đến đây có chuyện muốn xin chú. Cháu muốn mượn phòng thí nghiệm Lam Sơn làm chút việc, chỉ vì cô muốn thắng vụ cá cược đó sao? Chuyện này đã được lan truyền khắp Hải Đô rồi. Phòng thí nghiệm này nhà tôi đã bỏ nhiều tiền để xây dựng, không cho người ngoài mượn, cho chứ. Sao lại không cho mượn? Sao cô ấy lại là người ngoài chứ? Cô ấy chính là vợ tương lai của con mà. Như ý. Chuyện này hai đứa chắc chắn chưa? Lục Nhân, anh đừng nói bậy. Cho dù hai đứa chưa xác định mối quan hệ, cô cũng phải sống thử với nó một tháng đi. Nếu hợp nhau thì mọi người ai nấy đều vui, nếu không hợp nhau tôi cũng không ép buộc. Chuyện này không được. Chú Lục, chú làm như vậy coi sao được. Phòng thí nghiệm này phải cho mượn. Cậu Diệp, hy vọng cậu uống rượu mời chứ đừng uống rượu phạt. Nhãi danh, vốn dĩ để cho cậu ở nhà tôi làm chó, cậu còn có thể nhảy nhót thêm vài ngày. Đừng có quên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thật sự nghĩ nhà tôi không trị được cậu sao? Từ đại sư, phiền ông rồi. Vua Lượng Thiên Tôn không coi ai ra gì. Từ Nguyên Thanh Vân Chân Nhân, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Nhãi danh, đây là đáng đời cậu. Ông già, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng già không tốt sao? Tên nhãi kia, cậu đúng là có mắt mà không biết nhìn người. Đây là Thanh Vân Chân Nhân, Từ Nguyên, là đại tông sư có tiếng ở Đại Hạ, bất khả chiến bại khắp Đại Hạ. Cậu được làm đối thủ của ông ấy, đủ để tự hào rồi. Sao cơ? Thanh Vân Chân Nhân, Từ Nguyên,
Diệp Vô Thương có thể đánh bại ông ấy không? Anh ơi, sao anh lại làm vậy với anh Diệp thế? Tiểu Nhã, mau qua đây. Đừng để mình bị thương, con không chịu. Mọi người muốn làm gì anh ấy thì phải bước qua xác con. Người đâu? Đưa con bé qua đây. Diệp Vô Thương, tôi vốn muốn cùng cậu tạo dựng sự nghiệp, nhưng không ngờ cậu không biết trân trọng. Mặc dù nội công của cậu rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Bổn tọa thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa. Nhãi danh này còn chưa mọc đủ răng sữa, sao mấy người lại phải sợ hắn? Tuổi của tôi thực ra lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nếu như mấy người gọi tôi là ông nội, tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhãi danh ngông cuồng, bổn tôn đã rong ruổi ở đại hạ nhiều năm, cũng chưa từng kiêu ngạo như cậu. Muốn lấy mạng tôi, chư thiên vạn giới có một câu nói lưu truyền: trước có đao lớn, sau có trời. Vô Thương đại đế còn ở phía trước, ai mà không biết khoe khoang. Tôi còn là con riêng của Ngọc Hoàng Thượng Đế đây. Cái loại người này, lát nữa xử lý cậu ta, cứ mạnh tay vào, tôi muốn ngâm cậu ta trong nhà vệ sinh. Được thôi, bổn tọa không hại những kẻ vô danh. Nào, mấy người đứng tránh qua một bên đi. Ông chính là thần thoại của đại hạ, Thanh Vân chân nhân, giờ lại bị đánh bại. Chẳng lẽ tôi chọn sai rồi sao? Cái gã này chỉ biết làm mình lo lắng, nhiều lần khiêu khích, giờ muốn tôi xử lý mấy người sao đây? Cậu Diệp, xin thứ tội, chúng tôi biết sai rồi, xin cậu cho chúng tôi một cơ hội nữa. Đúng vậy, xin cậu đấy, tôi thực sự biết sai rồi, chúng tôi chỉ bị ma quỷ che mắt, xin cậu hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa. Như ý, mau cầu xin giúp chúng tôi đi. Như ý. Trương tiểu thư, không phải cô cần chúng tôi giúp cô sao? Chúng tôi sẽ giúp, chúng tôi cho cô mượn phòng thí nghiệm, nhà tôi sẽ hỗ trợ toàn lực. Diệp Vô Thương, phải, đúng vậy, chúng tôi sẽ giúp Như ý vượt qua khó khăn, ngoại trừ nhà tôi còn ai có thể giúp được? Ba nói có đúng không? Phải, đúng vậy, cậu Diệp, xin hãy tha cho chúng tôi một lần, chúng tôi sẽ cho mượn phòng thí nghiệm miễn phí, giúp cô ấy đánh bại tên ác độc kia. Anh Diệp, xin hãy cho nhà chúng tôi một cơ hội nữa đi, tôi xin anh đó. Được, vậy thì tôi sẽ lấy đi 20 năm tuổi thọ của mấy người, xem như là hình phạt. Không được. Cậu Diệp, xin cậu hãy tha mạng. Đáng đời hai người gây nhiều tội ác, bây giờ bị quả báo rồi. Thôi xong, lần này lão phu đụng phải thiết bản rồi. Kẻ quái dị nào vậy? Không nhìn thấy mình. Đừng nhìn tôi. Ông tính đi đâu? Cậu Diệp, tôi mắc tiểu. Mắc tiểu sao? Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, tôi sẽ lấy đi tu vi của ông. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim Châu Á. Như ý, cô muốn thắng vụ cá cược, còn cần tôi làm gì nữa không? Không cần anh quan tâm. Mỹ nhân, tiền bạc, mua xe hàng hiệu đều là của mình. Thiếu gia, nói đi. Trương Như Ý đã mượn được phòng thí nghiệm của Lục gia rồi, công nghệ pin của cô ấy đã bắt đầu được nghiên cứu lại. Mẹ nó, Trương Như Ý lần nào cũng có thể biến nguy thành an. Cậu lập tức mua chuộc nhân viên kỹ thuật của bọn họ đi, phải phá hoại toàn bộ cho tôi. Tôi sẽ không tin cứ như vậy cô ta còn có thể làm gì được. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Thông báo cho giới báo chí, buổi họp báo về công nghệ pin của công ty chúng ta sẽ được tổ chức trong 3 ngày nữa. Không tốt rồi. Trương Tổng, một số dữ liệu quan trọng của phòng thí nghiệm đã bị xóa bỏ không khôi phục được. Tôi nghi ngờ, chắc chắn là có người đang giở trò, ngăn chặn chúng ta thắng vụ cá cược. Trương Tổng, tôi đã biết rồi. Cô ra ngoài trước đi.
vẫn còn đang phiền não về thỏa thuận. Cá cược sao? Diệp Vô Thương, anh có cảm thấy tôi rất thảm hại không? Tôi rõ ràng có lợi thế lớn như vậy, nhưng mà vẫn không thành công. Còn 3 ngày nữa, thỏa thuận cá cược sẽ đến hồi kết. Nhưng công nghệ pin của tôi vẫn không có tiến triển. Tôi sẽ giúp cô. Diệp Vô Thương, anh thật sự lợi hại như vậy sao? Tại sao vậy? Lần nào anh cũng luôn có dáng vẻ tràn đầy tự tin đó. Bởi vì là cô. Anh là kẻ nói dối. Cơn gió nào đã mang anh tới đây vậy? Không vui vẻ thoải mái ở chỗ của Trương Như Ý nữa, mà đến chỗ tôi. Có phải là bị tôi mê hoặc rồi không? Thỏa thuận cá cược của Trương Như Ý, cô có biết không? Cả giới thượng lưu của Hải Đô này, ai mà không biết. 3 ngày sau, cô ấy không còn là chủ tịch của tập đoàn Tinh Hải nữa. Với tính cách cao ngạo của Trương Như Ý, đến lúc đó sẽ giống bộ dạng của một con gà trống bại trận. Tôi hy vọng cô có thể giúp cô ấy cấp vốn. Không phải là không được, nhưng với sức mạnh một mình tôi, e là sẽ khó làm được. Đây là một loại sản phẩm thuốc dưỡng nhan, thành phần đơn giản, có thể ngăn ngừa lão hóa, hồi phục làn da. Cho dù đến 50-60 tuổi vẫn có thể trẻ như một thiếu nữ. Thần kỳ như vậy sao? Là thật phải không? Cô ăn thử. Anh đút tôi đi. Thứ này thật sự kỳ diệu quá. Có nó rồi, thỏa thuận cá cược của Trương Như Ý chắc chắn sẽ thắng. Đồ lưu manh, anh đối xử tốt với Trương Như Ý đến vậy mà anh còn nhìn thân thể người ta nữa. Có phải anh nên có trách nhiệm với tôi không? Cái cô Hạ Quỳnh Chi này càng ngày càng kỳ quái. Phim được dịch thuyết minh Tần Lam, cô Hà tất gì phải xông vào hư không, tiêu tốn vạn năm tu vi đuổi theo tôi đến đây. Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Cơ thể này sao lại yếu đuối như vậy? Linh khí của mình sao lại không còn nữa? Tòa nhà tập đoàn Tinh Hải, vậy là phải nói lời tạm biệt nơi này. Trong 5 năm qua, ngỡ như là một giấc mơ, thời đại của Trương Như Ý mình đã kết thúc rồi. Trương Tổng, cuối cùng cô cũng đến rồi. Mấy ngày nay mọi người trong công ty rối bời cả lên, thậm chí còn có người phỉ báng cô. Mặc kệ bọn họ đi, họ cũng không nói gì sai cả. Trương Tổng, dù cô có đi đâu, tôi cũng sẽ đi theo cô. Có một tên nô tài tận tụy tận tâm như vậy, Trương Như Ý đã cho cô bao nhiêu tiền lương vậy mà cô bán mạng thế hả? Sao các người vào được đây? Đương nhiên là dùng chân đi vào rồi. Công ty này là của Trương gia, ai dám cản chúng tôi chứ? Nô tài này tướng tá đẹp đấy. Cô bán thân cho tôi đi, tôi sẽ tăng gấp đôi lương cho cô. Tôi là trợ lý của chủ tịch, không phải là nô tài của anh. Dám cãi lại tôi sao? Chức chủ tịch sắp là của tôi rồi. Chị nói có phải không, Trương Như Ý? Vẫn còn 4 ngày nữa mới tới hạn thỏa thuận. Trước khi có kết quả cuối cùng, tôi vẫn sẽ là chủ tịch của tập đoàn Tinh Hải. Chị nghĩ chị có cơ hội trở mình sao? Chuyện đến bây giờ, chị chưa đóng gói đồ đạc và cút khỏi tập đoàn Tinh Hải sao? Chỉ là do lòng tự trọng đáng thương của chị trỗi dậy mà thôi. Sự thực chứng minh, chị không có năng lực lãnh đạo tập đoàn Tinh Hải đâu. Hôm nay chúng tôi đến đây chính là đến tiếp quản tập đoàn Tinh Hải. Nếu như bây giờ cô cút khỏi đây thì đỡ phải mất mặt mũi hơn đấy. Trong chiếc thẻ này có 2 triệu,
đủ cho cô sống hết nửa đời còn lại. Nhưng mà, ngoài 2 triệu này ra, mọi thứ của Trương gia, ngay cả cọng lông, cô cũng đừng mơ mang đi. Trương Tuấn Hưng, cậu chỉ là đứa nhóc chỉ biết ăn chơi trác táng, phá gia trị tử, muốn hủy hoại tập đoàn Tinh Hải. Tôi sẽ không cho phép cậu thành công. Lúc ban đầu là chị rất tự tin ký thỏa thuận này mà. Chị sẽ không cảm thấy là ba sẽ đứng về phía chị đó chứ. Bây giờ, mời chị rời khỏi vị trí của tôi. Ai nói cô ấy không thể thắng? Cho dù là hiện tại hay là tương lai, chủ tịch của tập đoàn Tinh Hải sẽ mãi là Trương Như Ý. Hạ Quỳnh Chi, sao lại là cô? Đồ có mắt không tròng, ai cho cô vào đây? Cút ra ngoài. Này, chỉ là một con tiểu tam, chỉ biết bò lên giường người khác, ai cho bà cái gan ra khỏi cửa vậy? Cái con nhỏ ti tiện này, cô vậy mà dám đánh tôi, xem tôi có xé được cái miệng cô không. Dừng tay. Cô ấy là chủ tịch của tập đoàn Ngọc Lan, Hạ Tổng, đánh cô ấy, bà không sợ ngồi tù sao? Con trai, chờ con tiếp quản tập đoàn Tinh Hải, con phải khiến cho tập đoàn cô ta phá sản cho mẹ. Được mẹ, đợi con khiến cho tập đoàn chị ấy phá sản, sẽ thuê chị ấy làm nô lệ, phục vụ cho hai mẹ con mình. Giấc mơ thật đẹp, nhưng không thể thành hiện thực. Đây là một phương thuốc, gọi là thuốc dưỡng nhan, có thể làm chậm lão hóa, hiệu quả vô cùng lớn. Của cô đây. Làm sao mà điều này có thể? Thật sự có thứ này sao? Cô lấy cái này từ đâu ra? Sao cô lại giúp tôi? Tôi không muốn nhìn thấy người từng là đối thủ lại ngã xuống. Trương Như Ý, cô không có tập đoàn Tinh Hải, vậy chẳng phải tôi độc chiếm Hải Đô sao? Thật cô đơn mà. Hạ Quỳnh Chi, sự kiêu ngạo của cô hôm nay chính là gốc rễ sự diệt vong trong tương lai của cô. Cũng được, đến lúc này rồi, không cần phải ra mồm nữa. Được, tôi nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Tôi đã nhận đồ của cô rồi, lúc tôi đánh bại cô ở tương lai cũng sẽ cho cô một cơ hội. Chủ tịch, có phải có âm mưu gì không? Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Tôi muốn xem rốt cuộc cô muốn dở cho gì. Vậy thì mời Trương Tổng từ từ đoán nhé. Cái này tuyệt đối không thể, chắc chắn là giả. Trương Như Ý, chắc chắn là chị đã tung hỏa mù gì rồi. Công dụng của thuốc dưỡng nhan, chị có biết ý nghĩa của nó là gì không? Cái giá của việc nói dối, mấy người có gánh được không? Tôi sẽ tìm người đi thu thập dữ liệu của thuốc dưỡng nhan. Nếu đó là sự thật, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở họp báo. Được. 2 ngày nữa, tôi sẽ đợi mấy người, làm trò cười, thu hồi công ty. Trễ mấy ngày cũng được. Mẹ chúng ta đi. Chuyện của anh, tôi đã giúp anh làm xong rồi. Nếu anh coi trọng nhân quả tới vậy, liên tục giúp anh 2 lần, có phần thưởng gì không nhỉ? Miễn là cô không yêu cầu gì quá đáng, cái gì tôi cũng có thể đồng ý với cô. Nói đi, cô muốn gì? Tôi muốn anh. Ở chư thiên vạn giới, rất nhiều người bán mạng chỉ vì có được một lời hứa của tôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng. Cô hay đấy, chỉ bảo tôi đi mua sắm cùng. Đúng là một tên không biết ý tứ. Anh không biết đây gọi là hẹn hò sao? Đúng là tên đầu gỗ. Điện thoại của cô đây, mời nhận. Thời đại nào rồi, ngay cả điện thoại cũng không có. Mỗi khi nhớ tôi thì gọi cho tôi nhé. Điện thoại di động này tiện lợi hơn nhiều so với bùa truyền tống trên tiên giới. Khi rời khỏi đây, mình sẽ lấy một số lượng lớn đem về cho cả thiên cung dùng. Thưa anh, bạn gái của anh tốt thật đấy. Vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, thật ghen tị đấy. Bạn gái nghĩa là sao? Tên ngốc này ra vẻ thần bí như vậy, sao ngay cả từ này cũng không hiểu vậy? Bạn gái là bạn giới tính nữ. Vậy tôi hiểu rồi. Tôi có 2 người bạn gái ở Hải Đô. Một là cô, hai là Trương Như Ý. Đi thôi, quê lắm rồi đấy.
Chào mừng Tần tiểu thư đến với Hải Đô. Lục gia là gia đình quý tộc của Hải Đô. Tôi muốn mấy người tận dụng thế lực, giúp tôi tìm một người. Chuyện của Tần tiểu thư cũng là chuyện của Lục gia. Lục gia chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là gần đây, Hải Đô xuất hiện một kẻ kiêu ngạo. Xin Tần tiểu thư làm chủ cho chúng tôi, Tần Lam Thiên Kim Tần gia. Tần tiểu thư, chúng tôi luôn luôn noi theo gương của Tần gia. Bây giờ tên nhóc kia đang lộng hành, chính là không nể mặt Tần gia mà, thật quá đáng. Theo tôi thì nhất định không được bỏ qua cho hắn. Người phàm đúng là phiền phức. Được rồi, đưa tôi đi gặp người mà mọi người nói. Sau khi xử lý hắn, lập tức tìm người cho tôi. Vậy thì cảm ơn Tần tiểu thư nhé. Đúng rồi, đúng lúc vào ngày mai là tập đoàn Tinh Hải mở họp báo công bố thuốc dưỡng nhan. Với tính cách của tên đó, chắc chắn sẽ đi. Hôm sau tôi sẽ bảo con tôi đưa cô đi. Tần tiểu thư yên tâm, chỉ cần giải quyết được hắn, người mà cô muốn tìm cứ giao cho chúng tôi. Tần gia cao thủ vô số, họ mà ra tay, tên nhãi kia lần này coi cậu làm sao sống nổi đây. Ba, buổi họp báo, ba thật sự tin rằng chị ta có thể đem ra loại thuốc khiến người ta cải lão hoàn đồng? Trương Thiên Hùng gia chủ, Trương gia ở đâu mà dễ ăn vậy chứ, ít nhất phải mất 100 năm phát triển khoa học kỹ thuật. Lão gia, ông cũng đúng là. Vậy còn để cho nó làm chuyện hồ đồ này làm gì, cứ giày vò nó cho đã đi. Chờ chuyện này kết thúc rồi, tự nhiên nó sẽ bỏ cuộc thôi. Tục ngữ có câu, phụ nữ không có tài chính là đức, nên tìm cho nó một người chồng tốt, ở nhà chăm chồng dạy con. Người phụ nữ này vẫn còn mặt mũi đến đây cơ đấy. Đứng lại, ở đây chúng tôi không chào đón cậu. Lập tức đưa người đàn ông này ra ngoài cho tôi. Phu nhân của Trương gia chủ, mất lịch sự vậy sao? Làm mẹ còn như vậy, càng khỏi nói đến thằng con trai do bà dạy dỗ. Xem ra Trương Như Ý nắm quyền lãnh đạo Tinh Hải là quá chính xác rồi. Im đi. Chẳng lẽ cô muốn đối địch với Trương gia của tôi sao? Bà không đại diện cho Trương gia, được lắm. Chồng tôi đang ở đây, hôm nay cô đợi đấy cho tôi, cô tòi chắc rồi. Đứng lại. Sao thế? Sợ rồi hả? Tôi đây cũng có thể tha thứ cho cậu, nhưng mà trước mặt tất cả các khách mời ở đây, lập tức quỳ xuống xin lỗi cho tôi. Hôm nay đối với Trương Như Ý rất quan trọng, tôi khuyên bà nên thành thật một chút, đừng làm loạn. Cậu lấy đâu ra lá gan đó vậy, còn dám quản đến tôi nữa chứ? Ở đây không đến lượt cậu ngang ngược. Những lời giống nhau tôi sẽ không nói lại lần hai. Đúng là nực cười. Đây là địa bàn của Trương gia chúng tôi, không đến lượt cậu ngang ngược đâu. Biết điều thì mau biến khỏi đây cho tôi, nếu không cẩn thận tôi đánh gãy chân chó mấy người. Có người đánh tôi, mẹ. Đánh người kia, có người muốn đánh tôi. Lão gia, ông phải làm chủ cho tôi, hắn ức hiếp tôi. Chàng trai trẻ, ở nơi đông người, còn dám đánh phu nhân tôi trước mặt tôi nữa. Trong mắt cậu không coi ai ra gì sao? Ở Hải Đô này, không có ai dám đối xử với Trương gia to gan như vậy. Bản thân ông không có năng lực, không quản được vợ mình, tôi chịu khó quản giùm ông một chút thì sao nào? Lão gia, ông nhìn hắn đi, ở đâu ra tên nhóc kiêu ngạo đến vậy chứ? Trực tiếp tìm người xử hắn đi, đem thi thể cho chó ăn. Trương gia chủ, mặc dù Trương gia ở Hải Đô quyền thế ngất trời, nhưng mà nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tôi nói cho chị biết, ở Hải Đô Trương gia chúng tôi là trời, ba tôi là trời. Mau xin lỗi mẹ tôi đi, tôi có thể cho các người toàn thây. Đúng đấy, xin lỗi tôi một tiếng, cậu có thể giảm bớt chút tội đấy. Thế gian này không ai xứng đáng để tôi xin lỗi cả, ngay cả người nhà của Trương Như Ý cũng không được. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Người đâu, về hắn cho tôi. Dừng tay, tôi chỉ mới đến muộn chút thôi, mấy người muốn làm trò cười gì vậy? Diệp Vô Thương, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Sao thế, nhớ tôi hả? Tất nhiên tôi giúp cô đi giải quyết chuyện rồi. Hạ Quỳnh Chi, cho tôi một cái gọi là công thức của thuốc dưỡng nhan, vấn đề đã được giải quyết rồi. Dựa vào thuốc dưỡng nhan là không giải quyết được vấn đề đâu. Cô vẫn chưa biết nguồn gốc của vấn đề ở đâu, không thể nào. Có công thức của thuốc dưỡng nhan, giá cổ phiếu chắc chắn vượt hơn 50 tỷ tệ. Cô phát hiện được gì rồi? Ba, hiệu quả của thuốc dưỡng nhan con đã cho người đi thử nghiệm rồi, hiệu quả vượt mong đợi. Một khi phát hành, Tinh Hải của chúng ta hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới. Con sẽ đi tuyên bố ngay. Khoan đã, sao thế ba? Ba tin là con nói được làm được. Thuốc dưỡng nhan này xem ra là có hiệu quả thật sự. Vậy Trương gia chúng ta
có thể phất lên rồi. Ba, sao ba lại kéo tay con? Chính bởi vì hiệu quả của thuốc này quá tốt. Vậy nên, người tuyên bố ra mắt thuốc này không thể là con. Chuyện này quá phức tạp. Ba sợ con không cáng đáng nổi. Tuấn Hưng, con đi đi. Vâng thưa ba. Kìa ba, con mới là chủ tịch của Tinh Hải. Phải để con đi mới đúng chứ. Không, bắt đầu từ hôm nay con không phải chủ tịch nữa. Tại sao? Rõ ràng, được rồi. Vở kịch kéo dài 5 năm này đã đến lúc hạ màn rồi. Lần này con may mắn gặp quý nhân mới thắng được. Ba sẽ bảo Tuấn Hưng chừa cho con một vị trí ở tập đoàn Tinh Hải, coi như là phần thưởng cho việc con giúp tập đoàn có được công nghệ bào chế thuốc dưỡng nhan. Thật không công bằng. Con cũng là con gái ba mà. Ba vẫn còn sống đấy nhé. Trương gia, ba mới có quyền quyết định. Lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Có cố gắng đến đâu cũng chỉ để sau này cho Tuấn Hưng lấy làm sính lễ cưới vợ thôi. Trương Như Ý, nếu chị vẫn còn muốn tiếp tục làm ở Tinh Hải thì cất cái mặt đó ngay cho tôi. Mọi người, hôm nay đông đủ mọi người ở đây, Trương Thiên Hùng tôi, nhân cơ hội này tôi muốn thông báo với mọi người hai chuyện. Thứ nhất, vị trí chủ tịch của tập đoàn Tinh Hải bắt đầu từ hôm nay sẽ do Trương Tuấn Hưng đảm nhiệm. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Kể từ hôm nay, tôi sẽ dẫn dắt tập đoàn Tinh Hải sẽ mở ra thời đại mới của Hải Đô. Thứ hai, tập đoàn Tinh Hải đã chi mạnh tay chế tạo một loại thần dược giúp cho người dùng mãi mãi tươi trẻ. Tuấn Hưng, con nói cho mọi người nghe đi. Mình có gì không bằng con trai ông ấy chứ. Tôi tự hào tuyên bố với mọi người, kể từ hôm nay mọi người sẽ không cần phải lo về vấn đề lão hóa nữa. Ông ta thương con trai thật đấy. Trương Như Ý, đáng tiếc họ không được như ý nguyện đâu. Anh muốn làm gì? Tôi có chuyện muốn nói. Nhóc con, cậu muốn xen vào chuyện của nhà tôi sao? Ông chắc thẳng con hoang này là con ruột của ông sao? Cậu nói vậy là ý gì? Cậu nói bậy bạ gì vậy? Diệp Vô Thương, tôi biết anh muốn giúp Như Ý, nhưng cũng không thể nói bậy được, đặt điều gây rối, hủy hoại thanh danh của nhà tôi. Cậu thật sự không sợ tôi trừng trị cậu sao? Đồ điên, anh nói ai là con hoang? Con trai, con có sao không? Cậu đã làm gì con trai tôi? Còn dám nói năng hỗn láo, tôi rút lưỡi cậu đấy. Lão gia, cậu ta ngông cuồng quá rồi. Ông không làm gì đi. Nếu cậu không giải thích rõ ràng thì đừng hòng toàn thây bước ra khỏi đây. Tội nghiệp. Mong mỏi bao năm mới có con trai. Ông để bà ta tự nói đi. Đứa con trai mà ông xem như báu vật lại không phải con trai ruột. Cậu im đi. Nếu cậu mà còn nói bậy nữa, tôi tát vỡ mồm cậu. Ba, anh ta cố ý bày kế ly gián. Con là con ruột của ba mà. Cậu có bằng chứng gì? Nếu cậu lừa tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Thì ông tự hỏi bà ta đi. Đồ không ra gì. Chẳng lẽ tôi lại tự thừa nhận con tôi là con hoang sao? Đúng là nó không phải con ruột của Trương Thiên Hùng. Nhưng bí mật này tôi không nói, sẽ không ai biết. Bà sẽ nói thôi. Nực cười. Lão gia, cậu ta bị điên rồi. Tuấn Hưng là Trương Tuấn Hưng có phải con ruột của Trương Thiên Hùng hay không? Đúng là thằng điên. Làm sao tôi nói sự thật được? Đương nhiên không phải. Thật kinh thiên động địa. Bà Trương này quá là hoang đường rồi. Mẹ đang nói cái gì vậy? Đồ hư thân. Nói tiếp mau lên. Chuyện là thế nào? Sao mình không kiểm soát được lời nói ra nhỉ? Lão gia, không phải như vậy đâu. Ông nghe tôi giải thích đã. Không phải vậy đâu. Chúng thật nói thật của tôi. Muốn nói dối cũng không được đâu.
để tôi kể ông nghe về chuyện xảy ra năm đó nhé. Em có thai rồi. Cái gì? Sao có thể? Phải bỏ nó đi. Sao lại phải bỏ Trương Thiên Hùng kia? Bị yếu sinh lý. Em là vợ của anh ta. Em sinh con cho anh ta. Thì tài sản của anh ta sau này sẽ là của chúng ta hết. Đây không phải là tài xế của ba tôi sao? Ở nhà tôi hơn 20 năm rồi. Lão gia, không. Không phải như vậy đâu, tôi trong sạch mà. Ông phải tin tôi không làm gì có lỗi với ông cả. Là do tà thuật đó. Đúng, do cậu ta dùng tà thuật. Lão gia, ông phải tin tôi. Đồ đàn bà ác độc. Thảo nào, Tuấn Hưng không giống tôi chút nào. Người đâu? Làm xét nghiệm ADN cho tôi. Ba, con không muốn xét nghiệm ADN đâu. Sao anh làm được vậy? Tôi thừa nhận, đúng là mẹ kế của tôi hơi tàn nhẫn, nhưng bà ta không thể làm ra chuyện có lỗi với ba tôi đâu. Anh làm như vậy chỉ khiến bà ta thân bại danh liệt, còn gia đình tôi mới là người mất hết mặt mũi. Làm sao? Mềm lòng rồi sao? Cô không thấy họ đối xử với cô như thế nào sao? Trương Như Ý, mẹ kế của cô đã tàn nhẫn đến nước này rồi, cô còn nói giúp bà ta nữa. Tôi hy vọng anh có thể đứng ra giải thích lại chuyện này. Chuyện này vốn không phải sự thật. Cứ đồn đại như vậy, người ta tưởng thật đấy. Đến lúc đó không thanh minh nổi đâu. Tôi tin những lời anh ấy nói. Trương Như Ý, cô muốn trơ mắt nhìn một người ngoài cướp hết tài sản nhà cô sao? Tôi nói cậu ta không phải con ruột. Là không phải. Cho dù tôi có dùng thực lực thắng được cá cược, thì tôi có thể ngồi lên ghế chủ tịch của Tinh Hải sao? Có lẽ tôi chỉ nên là một đại tiểu thư bình thường, không nên mơ tưởng gì xa xỉ cả. Sao lại nghĩ thế? Cô muốn làm cái gì? Cứ mạnh dạn mà làm. Bọn họ không đủ trình. Trương Như Ý, cái mà tôi muốn thấy là dáng vẻ tràn đầy sinh khí của cô, chứ không phải bộ dạng hiện tại buồn chán như con chim trong lồng vậy. Chỉ có dáng vẻ tự tin của cô mới xứng làm đối thủ của tôi. Được, phải thử mới biết. Chút sản nghiệp của gia đình thôi mà. Trương Như Ý, tôi kể cả phải lập nghiệp từ tay trắng, dù phải lập công ty mới, cũng sẽ vượt qua cô. Bằng mọi giá. Như Ý, nếu không có tôi giúp sức, cô vẫn chưa phải là đối thủ của cô ấy đâu. Lão gia, ông thật sự nhẫn tâm vậy sao? Không cần phải xét nghiệm. Là nó, ông phải đuổi nó đi mới phải. Lão gia, mẹ, chuyện này có thật không vậy? Cái thứ đàn bà hư thân mất nết, nếu kết quả giám định cho thấy nó không phải là con trai tôi, các người sẽ sống không yên với tôi. Lão gia, tôi đã vất vả đồng hành cùng ông 20 mấy năm nay, tại sao ông lại không tin tôi? Lão gia, ba, tất cả là do anh ta rảo biện. Mẹ của con là bị anh ta dụ dỗ. Câm miệng. Lão gia, kết quả giám định đã có rồi. Kết quả xét nghiệm không phải con tôi. Thật sự không phải con tôi. Đồ đàn bà lẳng lơ, danh danh như vậy, bà còn gì để chối cãi không? Không phải mà lão gia, ông phải tin tôi. Cái này chắc chắn là giả. Ba, lão gia, nó không phải là thật đâu ba. Con chắc chắn là con trai ruột của ba. Ba ơi, cút đi. Cậu không xứng gọi tôi là ba. Không ngờ không phải là ruột thịt. Lần này, Trương gia được một phen tưng bừng rồi. Ba, Trương phu nhân này, lá gan cũng quá lớn đấy. Quả nhiên là lòng dạ đàn bà. Hóa ra không phải là con ruột thật. Người đâu? Đem con đàn bà độc ác này và thằng con hoang này nhốt lại. Đừng mà, dám lừa Trương Thiên Hùng tôi. Tôi sẽ bắt các người trả giá. Đừng mà lão gia. Coi như là Tuấn Hưng không phải con trai ruột của ông, nhưng ông đã nuôi thằng bé nhiều năm như vậy, lẽ nào ông không có chút tình cảm nào sao? Nếu không phải vì ông quá muốn có con trai, thì sao tôi dám làm như vậy chứ? Lão gia, tha cho tôi đi, tôi đối xử với bà tốt như vậy mà. Cho bà ta ngậm miệng. Ông Trương Thiên Hùng, đồ bạc tình vô lương tâm như ông, ông sẽ gặp quả báo. Ông trời sẽ trừng phạt ông. Thả tôi ra, cuối cùng cũng lộ ra được bộ mặt thật của các người rồi. Kéo xuống cho tôi. Thả tôi ra. Tôi là đại thiếu gia Trương gia. Cái thằng hồ đồ này, ông nói là ông sẽ cho tôi thừa kế sản nghiệp của Trương gia mà. Ông nói lời không giữ lấy lời. Hai người, cuối cùng tôi cũng thấy được bộ mặt thật của hai người. Đem bọn họ xuống. Ông là đồ vô lương tâm. Ông có xứng đáng với tôi không? Đồ mất nết, ông không xứng với tôi.
Con gái. Xin lỗi con, vì những năm qua, ba đã sai rồi. Con chính là người thân duy nhất của ba. Kiếm con trai của ba đi. Xin lỗi anh, tôi đã hiểu lầm anh rồi. Chống lưng của cô lớn đấy. Ngay cả thuốc dưỡng nhan lần này, anh ấy cũng đưa cho cô. Vì cô mà làm biết bao chuyện, vậy mà cô vẫn chưa xem trọng anh ấy. Không sao cả. Tôi đã giúp cho cô hoàn thành được hai việc. Còn một việc cuối cùng nữa thôi, là cô phải gả cho tôi. Tôi, lúc đó là do tôi quá tức giận. Lẽ nào cô muốn nuốt lời sao? Không. Không phải. Tôi không phải có ý đó. Vậy được. Vậy chuyện cuối cùng là cái gì? Tôi sẽ làm nó ngay bây giờ. Tôi. Diệp Vô Thương, anh chán sống rồi. Tại sao cô lại ở Hải Đô vậy? Anh đúng là cái tên cô hồn. Cô là ai mà vừa bước vào đã mắng người ta rồi? Câm miệng lại. Vị này là đại tiểu thư Tần Lam của Tần gia Thần Đô. Không được bất kính với Tần tiểu thư. Hóa ra là Tần gia Thần Đô. Đó là một thế gia thượng lưu đã tồn tại hàng trăm năm. Hơn thế nữa, nghe nói Tần gia còn nắm giữ quyền lực chính trị và quân sự tại Trung ương. Vị Tần tiểu thư này địa vị cũng ngang tầm công chúa. Sao cô ấy lại đến một địa phương nhỏ như Giang Đô này vậy? Tần tiểu thư, Diệp Vô Thương chính là bạn của tôi. Cho dù cô đến từ Tần gia, cũng không thể xúc phạm anh ấy. Hôm nay chúng tôi không chỉ đến để lăng mạ cậu ta, mà còn muốn lấy mạng cậu ta nữa. Tôi sẽ nói thật với cô, Tần tiểu thư là do Lục Nhân tôi mời đến đây. Hôm nay sẽ là ngày mà cậu phải trả giá. Tôi đang tự hỏi làm sao cậu còn nhảy nhót bên ngoài được. Hóa ra là có người giúp đỡ. Tôi nói cậu nghe, tìm cô ấy e là không giúp được cậu đâu. Cậu cười khỉ gì? Tần gia Thần Đô cao thủ rất nhiều, còn không trị nổi cậu sao? Kẻ thù mà anh nói chính là hắn ta sao? Chính là hắn. Tần tiểu thư, ban đầu khi mà cậu ta sỉ nhục Lục gia tôi đã từng nhắc qua danh tiếng của Tần gia, nhưng tên mất dạy này không hề quan tâm. Còn nói gì mà Tần gia là cái thá gì chứ? Tôi muốn nói là nhất định không được tha cho cậu ta. Vậy anh nghĩ là tôi nên xử lý với anh ta thế nào? Lục gia tôi hiền từ lắm, cậu ta đã phạm phải một tội ác tày trời như vậy, hay như vậy chặt hết tứ chi của cậu ta, sau đó diễu hành công khai, cuối cùng đem quẳng cho chó ăn là được rồi. Tàn nhẫn như vậy sao? Có đâu mà. Anh ơi, anh đừng sai lại càng thêm sai. Em đến đây làm gì vậy? Không phải việc của em, quay về đi. Anh trai, từ đầu đến cuối đều là do anh trêu chọc anh Diệp. Nếu không phải vì anh, Lục gia chúng ta làm sao gặp nạn như vậy? Anh Diệp không có nợ anh, anh không được làm gì anh ta. Thanh Nhã, cô sống trong một động ma quỷ như Lục gia đây, nhưng không bị đồng hóa, thật sự rất đáng quý. Cậu im miệng cho tôi. Sao em cứ banh người ngoài mãi thế? Nếu em còn như vậy, anh sẽ không nhận em là em gái. Em vẫn nói, nếu anh muốn động anh Diệp, thì anh nên rửa em trước. Em nghĩ là anh không dám sao? Lục gia đi theo chân Tần gia, chỉ cần ai dám bất kính với đại tiểu thư Tần gia, thì lấy Diệp Vô Thương làm kết cục. Tần tiểu thư, mời cô ra tay, nể mặt mũi của Thanh Nhã, tha cho mạng chó của cậu ta đi. Đầu sắp rơi rồi, còn cứng miệng như vậy sao? Cậu nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với tôi. Nếu không có lời nói của Diệp Vô Thương, anh đã biến thành cho bụi từ lâu rồi. Các người là đồng bọn với nhau, thật xui xẻo đó nhóc. Cái núi cậu dựa không được rồi. Cậu tìm cô ấy không phải tự gây ra chuyện sao? Các người đã khử người anh em của tôi, không bằng khử tôi luôn. Thanh Nhã, mau đưa anh trai của cô đến bệnh viện. Lát nữa máu chảy nhiều hơn, mạng cũng không còn nữa. Giữ lại một mạng cho anh thì anh nên biết ơn đi. Không cần em giúp, anh sẽ tự đi một mình. Cô tên là gì vậy? Trương Như Ý. Được. Trương Như Ý, bây giờ tôi thông báo với cô, sau này cô không được tới gần anh ta. Tại sao chứ?
nếu cô muốn dựa vào thân phận của mình để đè ép người khác, thì tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục. Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Bởi vì tôi và anh ấy là cùng một loại người. Còn cô, dù bây giờ cô có đẹp đến đâu, sau chục năm nữa cũng hóa thành đống xương thôi. Tôi không quan tâm cô là ai, tôi cũng không quan tâm thân phận của cô. Anh ấy là một người ưu tú như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Cô gái này, cô đang khiêu khích tôi sao? Cô là người ý thế bắt nạt trước mà. Được, vậy thì cô, thôi, được rồi, đủ rồi. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một lát. Được, đi theo tôi. Cậu Diệp Vô Thương, đợi một chút. Có chuyện gì? Vừa nãy cảm ơn cậu. Tôi không biết mối quan hệ của cậu với con gái tôi là gì. Nhưng mà tôi thấy con bé thật sự cần cậu. Cậu hãy chọn con bé đi. Chỉ cần cậu mở lời, Trương gia tôi có thể cho cậu mọi thứ. Cũng đúng. Ít nhất trong khoảnh khắc này, ông đã ra dáng một người ba rồi đó. Anh Tần Lam này, sao lại quen biết anh ấy chứ? Nếu như trước đây là hiểu lầm, vậy thì mình không thể cứ tự nhiên nhận sự giúp đỡ của anh ấy, ân tình của anh ấy. Mình phải tìm cách trả ơn. Rốt cuộc cô theo tôi đến đây để làm gì hả? Để đưa anh về kết hôn. Cô có thể đừng làm loạn nữa không? Làm loạn sao? Là anh đã từng nói, chỉ cần tôi trở thành tiên nữ mạnh nhất, anh sẽ cưới tôi. Đó đều là những lời nói trẻ con. Nhưng tôi tin vào điều đó. Tôi vì anh mà chờ đợi 4.000 năm để trở thành đệ nhất nữ đế của chư thiên. Tôi vì anh mà xuyên giới đến đây, thân thể bị hủy hoại, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Nhưng anh lại đi si mê một cô gái phàm trần. Thậm chí anh còn không muốn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao vậy? Tôi đã có người trong lòng, không còn chỗ cho người khác nữa. Đó chính là cô gái phàm trần vừa nãy sao? Được, tôi sẽ lấy mạng cô ấy. Đứng đó. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Cô dám đụng vào cô ấy thì đừng trách tôi vô tình. Nếu đây là câu trả lời cho việc tôi đã chờ đợi hàng ngàn năm nay, vậy tôi thả mất trong tay anh. Anh là người đã dẫn tôi vào con đường tu luyện. Bây giờ cũng chính anh kết thúc cuộc đời tôi. Không nợ gì nhau. Được rồi. Vết thương của cô còn rất nặng. Tôi sẽ giúp cô chữa trị. Giang Hạo, hổ soái của Trấn Quốc, có tin báo. Hổ soái đã tìm thấy cô gái mà anh bảo. Làm tốt lắm. Cô ấy ở đâu? Tên là gì? Cô ấy là Trương Như Ý, là tiểu thư của Trương gia ở Hải Đô. Hóa ra tên là Trương Như Ý. Nếu không nhờ cô năm đó đã cứu tôi đã bỏ mạng trên đường từ lâu rồi. Làm sao có thể trở thành hổ soái thống lĩnh triệu đại quân như hiện tại? Được rồi, đi theo tôi đến Hải Đô, đón phu nhân của hổ soái về thôi. Nghe nói phu nhân đang dây dưa với một người đàn ông tên là Diệp Vô Thương, không biết tự lượng sức. Làm gì có ai dám cướp người phụ nữ của tôi, cho dù là thần tiên trên trời cũng không có cửa. Tôi nghe tiểu thư có người muốn gặp cô, có cho cô ấy vào không? Ai vậy? Chủ tịch tập đoàn Tinh Hải, Trương Như Ý. Cho cô ấy vào đi. Tiểu thư, từ khi nào mà hai chúng ta lại thân thiết đến mức nửa đêm cô qua thăm tôi vậy? Anh Diệp Vô Thương vẫn chưa đến gặp tôi. Tôi đã cho người tìm khắp thành phố rồi, nhưng không tìm thấy anh ấy ở đâu. Anh ấy có ở đây với cô không? Người ta là Cửu Tiêu Chân Long. Chỗ tôi chẳng qua chỉ là một nơi chật hẹp, không đáng để anh ấy ở lại vì tôi.
nhưng ở Hải Đô này, anh ấy quen cô nhất. Nếu anh ấy không ở đây, thì còn có thể ở đâu? Cô đã quên Tần tiểu thư đó rồi sao? Người ta đã nói rõ là muốn cướp anh, Diệp Vô Thương. Nói không chừng bây giờ đang hạnh phúc bên nhau rồi. Không thể nào. Anh, Diệp Vô Thương đã tìm thấy tôi đầu tiên. Anh ấy không ở bên cạnh cô ta được. Cô về đi. Tôi có số điện thoại. Lát nữa tôi sẽ gọi điện hỏi thăm. Vậy tôi xin cô đó, được không? Tôi muốn đích thân xin lỗi anh ấy. Tối ngày mai tôi sẽ mở tiệc tại nhà. Nhờ cô nói với anh ấy nhất định phải đến. Có được không? Được rồi. Trương tiểu thư mời cô. Trương Như Ý đã sáng mắt rồi. Còn mình thì sao? Có thể chiếm một chút vị trí trong lòng anh Diệp Vô Thương không? Dù chỉ một chút thôi cũng được. Tụ linh trận này có thể tăng tốc độ tu luyện của cô gấp 1000 lần, giúp cô trở lại đỉnh cao. Sẽ không lâu đâu. Trong thế giới thiếu hụt linh khí này, có thể thu thập nhiều linh khí như vậy, thảo nào người đời đều nói cuối đường tiên lộ ai vấn đỉnh. Vừa thấy Vô Thủy Đạo Thành không? Chỉ là chút thủ đoạn mà thôi. Hạ Quỳnh Chi, có chuyện gì? Trương Như Ý đã đến chỗ tôi nhờ giúp đỡ. Cô ấy muốn mời anh đến Trương gia dùng bữa vào tối ngày mai, muốn trực tiếp xin lỗi anh. Đồ ngốc. Tôi còn không bận tâm đến chuyện đó nữa. Chắc là Tần Lam đã làm cho cô ấy sợ rồi. Hôm nay cô ấy đã tìm khắp thành phố mà vẫn không thấy anh. Được rồi, tôi biết rồi. Xem ra ngày mai mình phải đi rồi. Nhân tiện hỏi, điều thứ ba mà cô ấy muốn mình làm là cái gì? Không hổ danh là đế quân Diệp Vô Thương. Đi đâu cũng có nhiều mỹ nhân bao vây. Cô tự tu luyện trước đi. Sao vẫn chưa đến vậy? Chẳng lẽ là không đến luôn sao? Nào tới đây, con gái ngoan của ba. Mau nếm thử món súp mà ba tự tay nấu cho con đi. Ba đi ra đi, con vẫn chưa tha thứ cho ba đâu. Còn nữa, mặc dù đây là nhà của ba, nhưng mà ba đừng làm phiền con nữa. Con là con gái của ba. Con ở đâu thì ba ở đó. Nếu con không tha thứ cho ba, ba cứ ở đây hoài luôn. Đừng để con xem thường ba. Nếu có bản lĩnh thì ba hãy cứng rắn như hôm tổ chức họp báo vậy. Sao ba dám chứ? Bây giờ con là bà nội nhỏ của ba rồi. Con bảo ba đi hướng đông, sao ba dám đi hướng tây được? Lão gia, tiểu thư, Diệp Vô Thương đến rồi. Anh Diệp Vô Thương, Diệp Vô Thương ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Tôi xin lỗi, trước đây tôi đã hiểu sai về anh. Tha thứ cho tôi có được không? Anh bảo tôi làm gì cũng được. Cậu Diệp Vô Thương, trước đây con gái tôi không hiểu chuyện. Không sao cả, tôi không bận tâm đâu. Người phụ nữ của tôi không cần phải xin lỗi. Người phụ nữ của anh sao? Diệp Vô Thương, anh đừng hiểu lầm. Tôi không quen anh ta. Cậu là ai? Tại sao lại mặc đồng phục của vệ sĩ nhà tôi? Thưa ông, hôm nay cậu ấy đến làm vệ sĩ cho nhà chúng ta. Tôi thấy cậu ấy tay chân cũng nhanh nhạy nên giữ cậu ấy lại. Ông là đang làm càn đúng không? Mau đuổi đi cho tôi. Giang Hạo, cậu bị sa thải. Mau đi đi. Lão Châu, chú Châu, anh chính là Diệp Vô Thương sao? Dám làm cho Như Ý tủi thân. Tội của anh cũng lớn lắm. Buông tay ra cho tôi. Tên này cũng khỏe nhỉ. Nhưng mà hắn dám tranh giành người con gái mà mình thích, đúng là đáng ghét. Tôi không buông tay thì sao? Vậy thì anh sẽ phải trả giá. Cái giá khá đắt đấy. Chỉ là một tên vệ sĩ còn con cũng dám uy hiếp cậu Diệp sao? Tên điên này từ đâu đến vậy? Tôi thừa nhận Diệp Vô Thương đã gây náo động không nhỏ ở Hải Đô, nhưng mà đối với tôi thì hắn chả là cái thá gì cả. Tôi khuyên anh nên mau chóng rời khỏi Hải Đô, biến cho khuất mắt tôi đi.
Như Ý không phải là cái tên cho anh tùy ý gọi đâu, ở đây không hoan nghênh anh, anh mau đi đi. Như Ý, em không nhận ra anh sao? Anh là Giang Hạo đây. Tôi không quen biết anh. 15 năm trước, em đã cứu anh đấy, Như Ý, lẽ nào em không nhớ sao? Thì ra là anh. Tôi rất vui vì anh còn sống. Nhưng tại sao hôm nay anh lại phải lấy oán báo ân thế, anh quay lại tìm em đấy? Anh đến để đền ơn em mà. Cái tên này, trong mắt mọi người, là một cao thủ. Đáng tiếc đầu óc của hắn không được tốt, cải trang thành vệ sĩ, trà trộn vào Trương gia. Tôi thấy anh có động cơ khác đấy, Như Ý. Anh nghe nói em bị cái tên này bắt nạt, cho nên anh mới cất công tới đây giúp em thoát khỏi hắn ta. Chỉ có anh mới có thể khiến em hạnh phúc thôi. Tôi đã nói rồi, anh đừng gọi tôi là Như Ý nữa. Nếu cách anh trả ơn là biến tôi thành người phụ nữ của anh, vậy thì tôi thả lúc đó không cứu anh cho rồi. Anh đừng mơ giữa ban ngày nữa, chỉ có cưới anh em mới có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Em có biết nếu như em từ chối anh thì điều đó đồng nghĩa với gì không? Chỉ dựa vào một người không biết từ đâu ra, lai lịch không rõ ràng như cậu mà dám mơ tưởng đến con gái tôi, lai lịch không rõ. Mọi người ở đây có thân phận của ai tôn quý bằng tôi không? Diệp Vô Thương, tôi đếm đến ba, lập tức rời khỏi Trương gia cho tôi. Nếu không, đừng mơ toàn thây bước ra ngoài. Vậy sao? Không cần đếm, anh cứ ra tay thử đi, xem sao tôi lại không toàn thây. Yêu cầu kỳ lạ thế này, tôi lần đầu tiên nghe thấy đấy. Được, tôi cho anh mãn nguyện. Thằng nhóc này, sao lại mạnh thế? Chưa ăn cơm sao? Hay là ăn xong rồi đánh tiếp? Cơm miệng, chẳng qua là luyện được chút võ thuật. Chỉ cần một quyền của tôi, anh sẽ ngã xuống ngay thôi. Cút đi. Tôi còn chưa ra tay, sao anh nằm rồi? Thực lực không đủ thì khiêm tốn chút đi. Diệp Vô Thương, anh ta đánh anh như thế, anh có sao không? Không sao, trên đời này không ai có thể đánh bại tôi. Người có chuyện là anh ta đấy. Chuyện gì vậy, không phải mình là thiên hạ vô địch sao? Sao lại đánh không nổi một tên vô danh tiểu tốt chứ? Chẳng lẽ thật sự do chưa ăn no sao? Người đâu? Đuổi kẻ gây rối này ra ngoài đi. Cút ra. Chán sống rồi sao? Trương Như Ý, em làm anh quá thất vọng rồi. Em có biết em làm thế này là mất đi một cơ hội trở nên giàu có không? Thân phận thật sự của anh là thứ mà em không thể tưởng tượng nổi đâu. Thân phận của anh là gì chứ? Dẫn đội thân vệ của tôi đến đây ngay lập tức. Tránh đường đi. Tham kiến hổ soái, thuộc hạ đến trễ, xin hổ soái trách tội. Nói cho bọn họ biết tôi là ai. Đại hạ trấn quốc hổ soái Giang Hạo. Bọn người có mắt không tròng, còn không mau hành lễ. Cái gì cơ? Hổ soái, đây là nhân vật vô cùng có máu mặt, sao lại là cậu? Khó trách tên này ngu cuồng như vậy. Nghe nói trấn quốc hổ soái thống lĩnh hàng triệu đại quân trấn thủ Bắc Cảnh, chưa từng nghe nói ngài ấy rời Bắc Cảnh. Như Ý, lần này anh rời khỏi Bắc Cảnh là vì đi tìm em đấy. Ân tình của em đối với anh ghi nhớ mãi không quên. Tâm ý của anh tôi xin nhận, nhưng tôi là hoa đã có chủ rồi. Thật xin lỗi Trương tiểu thư. Hổ soái quyền thế ngút trời, tên nhãi này có thể sánh bằng sao? Hắn đến lau giày cho hổ soái còn không xứng. Dù thân phận anh ấy không cao quý như hổ soái, đó cũng là lựa chọn của tôi, không liên quan đến các người. Diệp Vô Thương, anh lợi dụng cô ấy trẻ tuổi, lừa gạt tình cảm của cô ấy, anh nói có đúng không? Anh muốn làm kẻ thù của tôi, đủ tư cách sao? Lâu rồi không có ai dám lên mặt với tôi, nói chuyện ngông cuồng thế đấy. Hôm nay tôi không được khỏe. 3 ngày sau, chúng ta quyết chiến ở võ đài phủ thành chủ. Người thua cuộc phải bái người kia làm ba nuôi, phục vụ người kia 20 năm. Có dám không? Con trai ngoan, làm ba nuôi có gì mà không dám, chỉ biết nói khoác là giỏi. 3 ngày sau, gặp nhau ở võ đài. Như Ý, anh sẽ cho em hiểu rằng ai mới là người có thể bảo vệ em. Đi thôi. Lần này chúng ta chọc phải trấn quốc hổ soái, rắc rối lớn rồi. Anh ta là trấn quốc hổ soái, thiên hạ vô địch,
anh đừng để ý đến anh ta, không phải được rồi sao? Sao anh lại phải đồng ý đấu với anh ta? Cái gì mà Trấn Quốc hổ xoáy? Một tay của tôi cũng đủ đấu với anh ta rồi. Nhưng anh ta mạnh như thế, làm sao anh thắng được chứ? Bây giờ tôi đi tìm anh ta, hủy bỏ việc đấu võ. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất? Cho dù là thiên hạ đệ nhất thật, tôi cũng không sợ. Đừng lo. Được. Chuyện này do tôi mà ra. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ cùng anh đối mặt. Được rồi, tốt lắm. Được, tạm biệt nhé. Quá đã. Diệp Vô Thương, thằng nhãi ranh. Lần này cho cậu biết tay, hổ soái đích thân đối phó cậu ta, cậu ta có thể sống chắc. Người anh em, tao trả thù cho mày đây. Cái gì, Trấn Quốc hổ soái? Lần này anh Diệp gặp nguy hiểm rồi. Đưa đây, cái gì chứ? Còn cái gì được nữa? Bà bệnh nằm một chỗ. Đừng tưởng anh không biết, bà đã giao hết tiền cho em giữ. Anh muốn làm gì hả? Em không đưa anh đâu. Đưa đây. Em có biết không, bây giờ hổ soái đến Hải Đô rồi. Chúng ta chuẩn bị quà mừng tốt một chút. Nhà chúng ta lại ngóc đầu lên được rồi. Mau đi lấy tã đến đây. Ướt rồi. Cái gì ướt chứ? Bên dưới ướt rồi. Nhanh lên. Hổ soái, nghe nói anh là bất khả chiến bại ở trên chiến trường, có phải vậy thật không? Tất nhiên rồi. Anh không chỉ bất khả chiến bại trên chiến trường Bắc Cảnh, trên những chiến trường khác đều là đánh đâu thắng đó. Hổ soái, anh hư quá đấy. Hổ soái, người thừa kế Lục gia ở Hải Đô, Lục Nhân cầu kiến. Thật không biết chọn thời điểm. Hai yêu tinh nhỏ, ở đây đợi anh nhé. Anh sẽ quay lại ngay. Được rồi, đợi anh. Nếu nói lợi hại như vậy, mới 2-3 cái đã xong rồi, một chút cũng không dùng được. Lục Nhân, bái kiến hổ soái. Tên nhóc cậu, sao lại chạy tới chỗ tôi rồi? Hổ soái, thiên hạ vô song, uy danh hiển hách. Lục Nhân sùng bái tột cùng, sẵn sàng tận lực vì hổ soái. Đây là tất cả tài sản của Lục gia, tổng cộng 300 tỷ tệ, sẵn sàng dâng tặng hổ soái. Nếu như chỉ là tiền, cậu có thể đi rồi. Tôi biết hổ soái đã chuẩn bị đối phó với Diệp Vô Thương rồi. Có một người có thể giúp ích cho anh. Là ai? Đấu trường phủ thành chủ, Lý thành chủ. Tên nhóc Diệp Vô Thương kia đến bây giờ vẫn chưa đến. Chắc không phải là sợ đâu nhỉ? Hổ soái, danh tiếng khắp nơi. Cái tên nhát gấy Diệp Vô Thương kia cũng không phải không có khả năng. Tôi vẫn nên cử người đi tìm thử. Tên nhóc kia có nhảy xuống biển cũng không trốn được đâu. Không cần tìm nữa, tôi đến rồi. Diệp Vô Thương, cậu thật sự chán sống rồi. Gọi người tên hổ soái kia ra đây đi. Tôi mới nhận một đứa con nuôi, còn đang đợi ăn cơm nữa. Hỗn sự, bất kính với hổ soái, tôi không thể tha. Diệp Vô Thương, bây giờ cậu nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi. Đợi đến lúc cậu quỳ xuống xin tha mạng, tôi xem cậu còn cứng miệng được nữa không. Tôi đã tha cho cậu vô số lần rồi. Cậu thật sự không sợ tôi lấy đi mạng chó của cậu sao? Diệp Vô Thương, đánh chó phải dòm mặt chủ. Tôi còn tưởng cậu không dám đến. Tham kiến hổ soái. Hổ soái, tên Diệp Vô Thương này chính là một tên vô danh tiểu tốt. Hắn căn bản không có tư cách để chiến với cậu. Chi bằng tôi sẽ trói hắn lại, để thể hiện
sự uy nghiêm của Hồ Soái không cần đâu. Tôi sẽ cho hắn một cơ hội thử thách, để cho hắn biết nỗi tuyệt vọng khi đập vào hòn đá. Như ý, sau ngày hôm nay, em sẽ biết được ai mới xứng đáng để theo đuổi em. Giang Hạo, nếu tôi sớm biết được anh là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, ban đầu tôi không nên cứu anh. Bác Trương, cháu nghĩ tâm trạng của Như ý có chút kích động rồi. Bác là ba của em ấy, chắc là biết phải làm gì rồi. Sau ngày hôm nay, cháu muốn xem lựa chọn của bác. Nói nhiều mất hay. Có thể bắt đầu chưa? Đừng vội tên Diệp Vô Thương kia. Trước đây ở Trương gia là cơ thể tôi không khỏe, mới để anh có được cơ hội. Hôm nay anh sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Người đâu? Hôm nay anh phải bại trận dưới tay tôi. Anh không chỉ gọi tôi là ba, anh còn phải đeo cái xích chân này và phải chịu sự lăng nhục. Diệp Vô Thương, nếu tôi là cậu, bây giờ tôi sẽ tự đeo lên rồi, tránh đau khổ về thể xác. Cái thứ này cậu tự để lại mà xài đi. Đồng ý với Hổ Soái đi. Dù sao cả đại hạ này cũng không thể tìm thấy người ưu tú hơn Hổ Soái đâu. Người trẻ tuổi càng có quyền lực hơn. Nếu chúng ta chọc giận cậu ấy, chắc chắn sẽ hủy hoại tiền đồ của Trương gia chúng ta. Ba, ba đừng nói nữa. 15 năm trước con không vì Giang Hạo không có cơm ăn mà bỏ rơi anh ta. 15 năm sau con cũng sẽ không vì quyền thế Hổ Soái của anh ta mà khuất phục. Diệp Vô Thương là vì con nên mới đứng ở đây. Nếu hôm nay anh ấy thua, tất cả kết quả con sẽ cùng anh ấy gánh hết. Được. Như ý, lần này ba sẽ đứng về phía con. Không sợ. Trương gia chúng ta đã thế này, vạn kiếp bất phục. Hôm nay ba làm con hơi bị bất ngờ đấy. Tên nhóc này lấy đâu ra tự tin dữ vậy, vậy mà cũng dám thách Hổ Soái. E là chỉ ba chiêu thôi là không đỡ nổi rồi. Đâu cần phải dùng ba chiêu. Tôi cược 10 triệu tệ, cược tên Diệp Vô Thương này một chiêu thôi cũng không trụ nổi. Được, tôi cược 50 triệu tệ, cược cậu ta chưa bắt đầu đánh là phải cầu xin tha thứ. Tôi cược 100 triệu tệ, cược tên Diệp Vô Thương kia gọi Hổ Soái là ba. Tôi cược 500 triệu tệ, tôi cũng cược 50 triệu tệ. 10 triệu tệ. Nhìn thấy chưa? Cái gì gọi là được lòng mọi người? Xu hướng của thời đại. Anh ra tay trước đi. Đợi đã. Sợ rồi. Vậy thì quỳ xuống, gọi ba đi. Anh đắc ý sớm quá rồi đó. Tôi chỉ muốn nói là cho anh tổ chức không hoàn chỉnh. Tôi ra 10 tỷ tệ mua bản thân mình. Một nước đi lớn. Diệp Vô Thương, anh nóng lòng cho tôi tiền như vậy rồi sao? Tôi chỉ muốn giúp Như ý kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. Tôi thừa nhận anh làm tôi mắc cười rồi. Có chút ý nghĩa đấy. Nếu như anh muốn chơi, Lý Khánh, cho tôi 100 tỷ mua một chiêu của tôi là có thể ra kết quả của hắn rồi. Vâng, Hổ Soái. Hổ Soái ra 100 tỷ tệ, cược Diệp Vô Thương thua. Còn ai không theo? Tôi nữa. Tôi cược toàn bộ tài sản là Hổ Soái thắng. Tôi cũng vậy, cược toàn bộ tài sản là Hổ Soái thắng, Diệp Vô Thương thua. Trương gia Hải Đô ra 100 tỷ tệ, cược Diệp Vô Thương thắng. Ba, ba đây là, nếu như con gái tôi đã chọn Diệp Vô Thương, vậy người làm ba này không thể kéo chân sau của các con được. Ông Trương, ông đây là điên rồi. Nếu ông thua mất 100 tỷ tệ này, vậy Trương gia sắp lên đường rồi. Xem ra tôi không giúp nhầm người. Cái lão già này chưa thấy thỏ thì không thả diều hâu. Diệp Vô Thương, tôi nhường anh ba chiêu. Tôi ra tay trước, anh hết cơ hội rồi. Sao anh còn dám tự cao với bổn soái? Tôi chỉ cần ba chiêu, kết cục của anh đã định sẵn rồi. Không biết lượng sức mình. Chán sống. Sau này đừng gọi là Hổ Soái nữa, hãy gọi là mèo con đi. Hổ Soái bị hạ chỉ bởi một chiêu sao? Anh ấy là vô địch đại hạ mười mấy năm nay, vậy mà Hổ Soái lại thua. Không, không thể nào. Không thể như vậy được. Hổ Soái tung hoành đại hạ không nán một ai, sao có thể thua Diệp Vô Thương được chứ? Vậy là thắng rồi sao? Chỉ thế thôi sao? Đó là Hổ Soái đấy. Tôi biết là anh sẽ thắng mà. Anh sẽ không làm tôi thất vọng đâu. Hổ Soái. Hổ Soái, anh không sao chứ? Làm gì vậy? Út. Tránh ra. Út.
Đây là sức mạnh gì vậy? Chắc chắn là hắn có chiêu trò nào đó, nên mình mới bị thua. Anh ăn gian. Không tính. Giang Hạo, anh không biết xấu hổ, rõ ràng là anh chọn địa điểm. Cũng là anh bắt đầu trước, sao lại nói là Diệp Vô Thương ăn gian được? Chắc chắn là ăn gian. Vừa rồi, Diệp Vô Thương nhân lúc hổ soái không tập trung, nên mới thắng thế. Không tính được, tôi không thể thua được. Không thể nào. Chẳng lẽ anh sợ rồi? Anh thừa nhận anh chơi xấu rồi đúng không? Được thôi, tôi cho anh thêm một cơ hội. Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức. Không nhường tôi 3 chiêu nữa hả? Tôi sẽ nhường anh 3 chiêu. Nếu chân tôi lật khỏi vị trí này, xem như tôi thua. Tôi thừa nhận đúng là anh có thực lực, nhưng anh tự kiêu quá rồi đấy. Tụ khí không tan. Chẳng lẽ Diệp Vô Thương này đã bước vào tiên cảnh? Trong truyền thuyết rồi, đó là cảnh giới mà ngàn năm qua chưa ai đạt được. Còn 2 chiêu nữa. Hắc Hổ Quyền. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Tôi còn 1 chiêu cuối nữa. Đã từng có đến 10 thần tướng nước khác bại dưới chiêu này của tôi. Anh đón lấy đi. Thiên Lang. Thông Nguyệt. Đã hết 3 chiêu. Đến lượt tôi. Hổ soái, mau đứng dậy, hạ cậu ta đi. Diệp Vô Thương, cậu dám làm hại hổ soái? Tên Giang Hạo này, không phải anh là thiên hạ vô địch sao? Sao mà không xử nổi Diệp Vô Thương nữa vậy? Lần này tiêu rồi. Lục gia cũng nát rồi. Hổ soái thua rồi. Đại hạ sắp đổi chủ rồi. Không phải hổ soái tự xưng là thiên hạ vô địch sao? Đền tiền cho chúng tôi đi. Đền tiền đi. Mắt nhìn của con gái quả là có khác. Anh nên cảm thấy may mắn vì từng có giao tình với Như Ý. Nếu không, những thứ anh phải chịu không chỉ như vậy đâu. Rốt cuộc anh là ai? Sao lại có thể có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy? Thế giới này rất lớn, đến mức nhiều người đi cả đời cũng chưa khám phá hết. Thế giới này lại rất nhỏ, đến nỗi tôi chỉ cần thổi một hơi liền có thể khiến tất cả lụi tan. Anh thật không may. Trong mắt tôi, anh chỉ là một con kiến thôi. Dẫm lên còn sợ hôi chân? Không thể nào. Tôi là hổ soái Trấn Quốc, đại hạ vô địch thiên hạ, tuyệt thế vô song. Anh chắc chắn anh đã giở trò dơ bẩn gì đó mới thắng được tôi, có đúng không? Vậy tôi sẽ đường đường chính chính xử lý hết những tên còn lại. Anh thua rồi. Gọi một tiếng ba đi. Rồi tôi sẽ dẫm nát anh. Anh muốn rút lời hả? Tôi là hổ soái Trấn Quốc, đại hạ. Anh dám làm gì tôi sao? Anh nghĩ tôi không dám sao? Diệp Vô Thương, cậu thật là to gan. Thả hổ soái ra. Nếu không, cô ta sẽ mất mạng. Hạ Quỳnh Chi, cô ấy không liên quan đến chuyện này. Các người lôi cô ấy đến đây để làm gì? Hổ soái, mau đứng dậy. Xử hắn ta cho tôi, không được để hắn sống sót. Diệp Vô Thương, nếu cậu không muốn cô ta thịt nát xương tan, thì mau ngoan ngoãn đứng đó, chịu trận đi. Đúng là chó ngoan. Tiếc là theo nhầm chủ rồi. Diệp Vô Thương, tôi xin lỗi. Họ nói nếu tôi đi theo họ sẽ cân nhắc thả anh đi. Không ngờ là họ dùng tôi làm con tin. Hạ Quỳnh Chi đừng lo lắng, cô sẽ không sao đâu. May mà mình kêu hổ xoáy bắt cóc Hạ Quỳnh Chi, nếu không thì hôm nay đi tòng cả lũ rồi. Diệp Vô Thương, đến nước này rồi cậu vẫn chưa hiểu tình hình sao? Sức mạnh vô biên thì có ích gì? Bước ra đời quan trọng hơn vẫn là thân thế. Ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi hổ soái đi, tôi sẽ để cậu toàn thay. Diệp Vô Thương, đừng lo cho tôi, đừng để bọn họ sỉ nhục. Im đi. Đứng im. Lê Minh, tớ
Tôi ghét nhất là bị uy hiếp. Phạm đại kỵ của tôi. Nát. Diệp Vô Thương anh. Lê Minh là thiên uy chiến thần của đại hạ. Anh dám làm vậy, tức là đang đối đầu với toàn thể đại hạ đấy. Anh không có quyền quyết định thay đại hạ. Lại càng không thể. Giờ anh gọi tôi một tiếng ba, hay là quy tiên. Diệp Vô Thương, hổ soái thân phận cao quý. Cá cược lần trước chỉ là trò đùa thôi. Nếu cậu đã thắng rồi, cứ mang người của cậu đi khỏi đây, biết bao nhiêu người làm chứng. Anh muốn nuốt lời thật sao? Tôi cá cược với cậu. Khi nào chứ? Có ai làm chứng cho hắn không? Bước ra đi. Hổ soái Trấn Quốc cũng chỉ có thế thôi. Giang Hạo, dám chơi không dám chịu, vô liêm sỉ. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ cho anh hai lựa chọn. Nếu anh đã không thừa nhận chuyện cá cược, vậy chỉ còn một đường thôi. Hổ soái cậu, hổ soái chạy rồi. Hổ soái không dám đối đầu với Diệp Vô Thương sao? Mất dạy thằng cờ hó Giang Hạo này. Bỏ chạy mà không kéo ai theo cả. Lục Nhân, lần này tôi không tha cho anh đâu. Thật xin lỗi. Thưa ngài Diệp, à không, Diệp đại nhân, không. Ông Diệp, tha cho tôi một mạng, cầu xin anh, tôi sẽ không dám nữa, tôi không dám vậy nữa, hãy tha cho tôi, tự làm tự chịu mà thôi. Xin lỗi anh, đứng dậy đi. Lục Nhân, sai lầm lớn nhất của anh chính là ảo tưởng chống đối tôi. Đừng mà. Chầu Diêm Vương rồi. Thưa ngài Diệp, đây là tiền thắng của ngài. Tổng cộng 514,6 tỷ. Xin ngài hãy nhận lấy. Vốn tưởng con phải sự thêm vài tên xui xẻo để lập uy, không ngờ ông đã đầu hàng rồi. Rất tự giác. Thiên hạ vô địch hổ soái cũng chạy rồi. Ai còn dám không biết điều mà. Đắc tội ngài chứ. Thưa ngài Diệp, ngài cứ nhận lấy đi. Ngài đến Hải Đô, chủ nhà như chúng tôi đây vẫn chưa chuẩn bị cho ngài món quà nào đàng hoàng. Đúng vậy, thưa ngài Diệp. Thực ra tôi đã sớm biết hổ soái không phải là đối thủ của ngài. Tôi cố tình đặt cược là ngài Diệp sẽ thua, là muốn gửi tiền cho ngài đây. Đúng vậy, ngài Diệp, ngài nhận lấy đi. Ngài nhận lấy phần thưởng đi. Cũng hiểu chuyện đấy. Như ý. Những thứ này, cô nhận lấy đi. Đó là hơn 500 tỷ đấy. Số tiền này đủ để mua đứt 10 cái Trương gia. Đúng đó cậu Diệp. Cậu vì Trương gia mà làm nhiều việc như vậy. Những thứ này chúng tôi thật sự không thể nhận. Nhận đi. Những vật có thể mua bằng tiền tôi không quan tâm. Thứ mà tôi muốn tiền không mua được. Được thôi. Tên họ Diệp, đợi tôi trở về Bắc Kinh, triệu tập trăm vạn quân trấn áp Hải Đô, sẽ là lúc anh không còn được sống yên ổn nữa. Anh không có cơ hội. Cô là ai? Ở Lam Tinh anh cũng xem như là một hào kiệt. Tại sao phải đi khiêu khích Diệp Vô Thương vậy? Làm sao? Cô kia, cô cũng có thù với Diệp Vô Thương sao? Hay là hợp tác với tôi đi. Bắt tên Diệp Vô Thương đó phải trả giá. Lời trăng trối của anh chỉ có nhiêu đó sao? Dựa vào đâu? Tôi là hổ soái Trấn Quốc. Tôi không cam tâm. Biết điều đi. Đừng có mà học Lục Nhân. Vâng. Ngài yên tâm. Sau này ở Hải Đô, ai dám bất kính với ngài Diệp, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Dễ dạy dễ bảo. Diệp Vô Thương, anh lại cứu tôi. Xin lỗi anh, lần này gây phiền phức cho anh rồi. Không sao, nên làm thôi. Dù sao cả hai người đều là bạn gái của tôi mà. Cậu Diệp ơi, tôi không phản đối việc cậu ở cùng với Như Ý. Nhưng mà
Cậu như vậy cũng quá đáng lắm rồi. Và lồng tiếng tại phim châu Á. Tôi quá đáng chỗ nào, Hải Đô? Có hai người đẹp đứng trên đỉnh cao. Tất cả đều bị cậu Diệp bỏ vào túi cả. Thật sự là quá có khí phách. Tôi đồng ý làm bạn gái anh từ lúc nào vậy? Không phải cô vẫn luôn là bạn gái của tôi sao? Tôi đồng ý từ khi nào chứ? Tiêu rồi. Nếu biết vậy mình đã không đùa kiểu này rồi.